Và Phương Quỳnh thì theo đúng cái lịch trình thì là buổi chiều tối ngày hôm nay Phương Quỳnh sẽ đến gặp đoàn nhà mình và sẽ cùng cô chú anh chị đi Sapa. Thế nhưng mà hôm qua Phương Quỳnh cũng có gọi điện cho chị Thảo ạ, xin phép đoàn là buổi sáng hôm nay được xin phép ở đến trước để chào hỏi tất cả cô chú anh chị và cũng như là làm quen với đoàn nhà mình. Để buổi tối hôm nay thì Phương Quỳnh sẽ đón cô chú anh chị mình đi Sapa và cùng đồng hành với lại cả đoàn nhà mình trong quá trình đi và cho đến sao dạ vâng ạ, tôi rất là mong là sẽ có một cái chương trình khác. Vâng. Cái chương trình buổi sáng ngày hôm nay thì sau khi đón cô chú anh chị tại nhà khách Quốc Hội thì Phương Quỳnh sẽ cùng với lại cô chú anh chị để đến số 8 Phạm Hùng, đấy là bộ tư lệnh thủ đô đúng không ạ, để đoàn nhà mình tham dự cái hội nghị ở đó. Và buổi chiều ngày hôm nay thì Phương Quỳnh biết rằng là buổi trưa đến 12 giờ là tôi quay đồng chí thất hậu duy toàn rồi, nó có mấy thằng này nó thèm tiền, nó biết là cái là mất tiền, cái này là cái lỗi duy toàn là 150.000, gần tháng không có quen mà nói sao, không, quay nó như gặp nó lại phải cho nó quà, em nghĩ tháng là thủ đệ ở đây rồi chứ, 150, dán 150 vào, cái trôn kính này là không phải đeo. Buổi tối ngày hôm nay là tháng bị phạt rồi hả? Phạt thường xuyên đấy mà. Nó không nhưng mà phạt cái này được cái là lỗi lỗi của khách. Không phải lỗi của mình. 27A Trần Hưng Đạo đưa đoàn mình ra ngoài ra giấy cáp và đi cô chú anh chị nào và mình đi Sapa sẽ cùng với Phương Quỳnh đi ra bên nhà ga. Còn có cô chú anh chị mà mình không có đi ạ. Không ạ, à, Phương Quỳnh rất là mong muốn là sẽ có một cái chương trình, một chuyến tour nào đó được đồng hành cùng với lại tất cả cô chú anh chị, có đầy đủ tất cả đoàn nhà mình. Ở này thì rất là mong rằng là cái chuyến hành trình từ 27A Trần Hưng Đạo cho đến ra đến số 8 Phạm Hùng vào buổi chiều ngày hôm nay về được đi cùng với đoàn nhà mình thì Phương Quỳnh có cái thời gian để giao lưu và gặp gỡ, giao lưu gặp gỡ cũng như là hiểu thêm về cái công việc cũng như là cái cuộc sống của cô chú anh chị. Chương trình ở trên Sapa thì Phương Quỳnh xin phép là chưa có giới thiệu ngay ạ, sợ là giới thiệu thì bây giờ thì là mình sẽ quên mất, nên là cứ khi mà chuẩn bị đến những cái chương trình tiếp theo thì Phương Quỳnh xin phép là sẽ được giới thiệu và được thông báo với cả đoàn để mình cho đoàn biết rõ hơn. Hiện tại bây giờ thì xe đang đi trên con đường Nguyễn Khuyến và thẳng cái con đường Nguyễn Khuyến thì ra như cô chú anh chị thấy ạ, hôm nay là buổi sáng thứ bảy thì là cái giờ hành chính công nhân viên văn phòng thì là hôm nay được nghỉ đúng không ạ, không đi làm, nhưng mà là bù hôm nay là cả nước là bù đấy cưng. Dạ vâng, bù sáng tuần sau thế là nghỉ ba bên. Thế nhưng mà hôm nay thì so với cái mật độ xe cộ đi lại ở Hà Nội ngày hôm nay là ít hơn so với những ngày thường rất là nhiều. Thế hôm nay Phương Quỳnh cũng nói là con đi sớm một chút đấy ạ, để ngoại trừ cái khả năng là mình sẽ bị tắc đường. Hôm nay có vẻ là cái giao thông cũng thuận tiện hơn rất là nhiều ạ. Ngày hôm qua và ngày hôm nay ở Hà Nội thì cô chú anh chị đã đi tham quan được nhiều nơi chưa ạ? Nhiều lắm phải nói thì không có hạn. Tại vì mình thấy rằng là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội có cái điểm gì khác biệt không ạ? Bạn có tự giác không ạ? Cái này là bút tự giác không ạ? Đúng rồi. Dạ không phải đâu ạ. Thì cái hổ không bị bắt. Nó nhiều quá. Dạ vâng. Phía bên tay phải cho chú anh chị ạ. Đó là văn miếu quốc tử giám ạ. Trường đại học đầu tiên rất là đông. Xuất khẩu sang Nhật thì Nhật nó cũng nhận. Nhật rất ít. Ở cái phía trên của văn miếu quốc tử giám khi mà cô chú anh chị đi qua cái cổng chính ạ. Rồi mình chuẩn bị đi qua. Nhà mình sẽ nhìn thấy hai cái tấm bia ở phía đầu đấy ạ. Đây ạ. Cô chú anh chị có thấy cái tấm bia ở phía bên đầu ngoài của bức tường này không ạ? Đấy. Vâng. Và ở phía bên đầu bên kia cũng sẽ có một cái tấm bia như thế ạ. Hai cái tấm bia này người ta gọi là bia hạ mã. Trước đây thì khi mà xây dựng văn miếu quốc tử giám thì
người ta quy định rằng là dù là vua quan hay là dân thường đi qua đây đi ngựa hay là đi kiệu thì đều phải xuống và đi bộ qua đây ạ, để thể hiện cái sự tôn nghiêm ở cái khu vực này. Đây là hai cái tấm bia này, kể cả là quan hay là vua có đi qua đây đi kiệu đi ngựa thì đều phải xuống để đi bộ ạ. Mà đi xem không xuống đi bộ. Thế nhưng mà bây giờ thì không phải đi bộ nữa rồi, cả nhà mình vẫn có thể ở trên xe và đi. Đây nhà mình đã có dịp đi vào phía bên trong văn miếu Quốc Tử Giám tham quan bao giờ chưa ạ? À, cô chú anh chị đã ra ngoài Hà Nội tham quan Hà Nội được nhiều lần chưa ạ? Lần đầu tiên ạ. Dạ vâng. Buổi sáng Hà Nội thì cô chú anh chị cũng mình không biết là đoàn nhà mình có để ý không, nhưng mà ở ngoài Hà Nội thì buổi sáng nó có nhiều những cái đặc biệt mà nó khác với lại thành phố Hồ Chí Minh lắm. Ví dụ như ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì Phương Quỳnh được biết là buổi sáng người Sài Gòn thì rất là thích uống cà phê buổi sáng, đúng không ạ? Buổi sáng sớm thì sẽ đi ăn sáng và uống một ly cà phê sữa đá ở vỉa hè. Thế nhưng mà ngoài Hà Nội thì buổi sáng người Hà Nội uống cà phê cũng có, không phải là không ạ. Thế nhưng mà có một cái nét người ta gọi là một cái nét văn hóa rồi ạ. Và nó thành trở thành một cái thói quen của người Hà Nội, đó là buổi sáng là uống trà đá. trà đá và ở bất cứ một cái quán trà đá nào ở Hà Nội buổi sáng, tất cả các quán trà đá của Hà Nội đều có một cái vật rất là quen thuộc với lại các bác, các anh, các chú ạ. Thuốc lào ạ. Vâng, người ta gọi là cái điếu cày đấy ạ. Đó là một cái nét đặc biệt ở ngoài Hà Nội ạ. Trà nóng không phải lắm cô. À vâng, trà nóng. Trà đá là nó say. Trà nóng mấy cũng phải uống trà. Các chú, các bác thì thích uống trà nóng hơn, còn là thanh niên thì không phải. Trong Sài Gòn mới là sau đó đến cho Hoàng một cái điếu cày nha. Rất vừa rồi, xin đến đây. Nó say thì cơ. Ôi trời, đánh chết rồi các người. Sài Gòn là nhậu rượu là phải có ly trà, phải có bình trà đá để bên cạnh đúng không? Nếu uống thế rượu nhạt làm sao mà say được đúng không? Cái đó gọi là chữa cháy anh Mãi ơi. Ở trong Nam là uống rượu là phải có cái bình trà đá để giải cảm, để cháy vậy đó. Uống xong rồi nóng cổ quá thì đặng nó có điều kiện mình ngồi lâu một tí, chứ nếu anh không giải cảm vậy là coi như là anh uống vài cái là hoành cạn cái này. Cái đó cũng sớm. Phía bên tay phải của chị anh chị là khách sạn Horizon. Trước đây là khách sạn Horizon nhưng bây giờ người ta bán đổi chủ rồi. Là bây giờ là chủ khác đặt tên cho cái khách sạn này là khách sạn. Xe máy bây giờ ông bắt hạ tải. Đây là một trong những cái khách sạn rất là lớn ở Hà Nội đấy ạ. Đi nhà thang là mang ra cân hết. Đúng rồi, tối qua trên TV có quay cái vấn đề chở cái cầm cành quẹt người ta té đấy. Bây giờ là ông bắt chạm cân là cân luôn cả xe máy này. Không, nhưng mà đâu có cân mấy này đâu. Ông tới đây là ông làm hết. Là mô tô trước. Ôi trời. Thì mấy nay vụ chậm cân ngày nào làm TV cho đó. Chậm cân lưu động đó. Sáng cái ông đó chậm cân ra ông nói các anh canh như thế này anh sao các anh luôn anh canh với nguyên một cái xe tôi mới làm thế tôi muốn không khâm phục với cái anh canh về cho cái chân lạnh là cả đảm bảo là chân lạnh này nhất là nó tràn dịch bên trong tháng này hai đảm bảo là chân lạnh cho bé này là mất sáng là tôi bây giờ đã một tháng qua rồi bây giờ đi lại bình thường nhưng mà nó vẫn đâm đau âm ỉ với dân Việt Nam mà đâm cái đó không khỏi được biết lại cái gì ở đây thì chị được ủi cảnh sát không mà ở trong bự lâu giá ủi trình ảnh nó cầu ra lại cho đi à. Khi nào nó bắt mình đông lắm á thì bắt hồ nó không cho đi, chứ bắt một hai thằng thì mình đưa ra bắt hồ cái xe cho đi. Hoàng bây giờ có chạy bắt hồ, anh bắt hồ chưa? Vâng rồi. Anh hãy muốn bị lần chạy xong đi. Thì lên 7, 6, 3, thật ra thì lại đang rất là... Thấy ở ngoài đây nó bắt lăn tiếng ít nhà, ở ngoài không bắt lăn tiếng nhiều lắm.
nhất là mấy cái quần vàng á, lắp bắt cái gì cơ, bắt là chạy lớn tiếng đó anh, lớn lên thì phá nổi đó. Giờ là cái chỗ này thấy bắt là cái gì mà xe hai bánh mình vào làng có xe bốn bánh hoạt động 50 năm rồi, phải mở. Lôi chập dập thế là ông nào ngoi được ra Hà Nội để cố gắng để mà nó phải lộn xộn này thì mới kiếm được chứ, không mà trật tự thì nó lại không kiếm được. Đó đây thấy đi đường không đâu mũ bảo hiểm nhiều quá đó, đi xe gắn máy đó, nhà thằng này ngồi sau cũng đâu tội đâu. Đây là buổi sáng chú ạ, buổi sáng thì thường làm thường là không phải đợi mũ. Giờ này thì bắt đầu công công an đó, giờ công đi làm việc đấy, nhưng mà thường đâu đâu bắt nó phải không? Đây các con đi học các thứ là người ta vẫn còn đang phải. Có nghĩa là thấy buổi sáng thì bây giờ người ta vẫn chưa bắt đâu, nhưng mà cảnh sát giao thông người ta chưa bắt giờ này, người ta chỉ giờ này là chỉ đang đứng để điều tiết mật độ đi lại. Ở trong Sài Gòn mà nếu mà học sinh mình chở phía sau mà không đội mũ nó cũng bắt nữa. Học cấp 2 là bắt rồi. Nó làm sạch thì nó hạn chế về cái vấn đề tiêu cực. Thế nó làm lỏng lẻo, lúc nó làm lúc nó bắt. Cho nên là lúc thì người ta đội mũ, người ta bảo rõ ràng tôi không đội mũ, không có làm sao cả, nhưng mà ngày mai nó mới bắt. Cô mà làm chim bay cò bay đó nha. Khi là trong đấy là nó làm nó thành một cái trật tự. Đấy, ông ra đường là ông phải đội mũ. Thế nên là trong cái lượng gọi là nó hạn chế về cái vấn đề tiêu cực. Hà Nội này nó tiêu cực mạnh lắm. Trong này nó mặt thằng nào có đốm cả. Dạ béo phì ấy chị, chị đưa nó ra chồng em là chạy xin bệnh viện vận động hơn một cái nhóm này rồi em đứng em chả vẫy xiếc gì cả đấy, đi rồi em mấy chụp cái hình con gái này đây là Facebook rồi, cô này trông chán quá, chân vòng kia. Giao thông ở Hà Nội bây giờ là hay để cho các chị con gái đứng và đi hết rồi. Nó thành thầy hơn không? Cháu nghĩ là chắc là muốn để như vậy để cho nó có cái bộ mặt đẹp hơn. Có một để cho mấy bác tài nghe lời hơn. Ta có bị phạt ta cũng vui vẻ hơn. Cái xe này của tôi này không vừa rồi nó lỗi nó các anh chàng mình có nghĩa là mình xe của mình đang đèn xanh khi là lỗi đèn vàng lên cái thì đèn xe mình đã qua vạch ngang đường này rồi. Đúng đấy. Thế mà nó chụp ảnh. Đó nó chụp ảnh nó quay video và nó bắt cái lỗi vượt đèn đỏ. Là quay xuống này là dí cho nó 500, nó bỏ cái lỗi đèn đèo này là 1 triệu, là trong nó lịch sử nó mình đi sẽ gặp cái hồ đấy, nhưng mà không biết để dừng lại hỏi nó hồ thủ đây nằm ở trong công viên thủ đệ, nằm trong công viên thủ đệ đây là đền rất là nổi tiếng, ngôi đền được coi là thăng long từ trấn trọng trồn trong 4 ngôi đền chấn niệm ở 4 hướng của hoàng thành Thăng Long ngày xưa, đó là đền nổi tiếng trên đường đi đang trên đường đi được. Trời có bạn nó làm ở trong đây chợ lớn nha. Làm gì nó chứ thấy vì mình bên phải nhà mình là đền thủ là Hoàng Ngọc Thành hay gì á. Hoàng Ngọc Thành em không biết nhiều lắm đâu. Nó làm cái chỗ mà. Hả? Một trong lễ. Một trong rồi và trong của bà những bài hát được là nổi tiếng đi thủ cầm tiên nha. Đây sân bay này có. Ủa Hoàng chị này chỉ làm chị hội cấp nước mà chị không biết chị hội mấy thì Hoàng. Chắc 12, 13 vậy hả? Họ còn cấp nước khác, họ cấp nước khác tên Bốn Gần Cuối là chị Hoàng Thành. Không nhớ. Bà quen, giờ gọi cái tên quen rồi. Gọi cái tên, chứ không có gọi cái số. Như FBI hay là cái gì á. Cái số thì chị hội giờ xóa tên đó. Nếu chờ xóa tên thì cắt cái số luôn rồi. Đâu rồi bây giờ? Có rồi, cách đây 3 năm có đồn lên. Cái này mấy chị hội ở trên Sài Gòn hội liên lạc từ các cái đồn lên. Cửa đền này thì là không phải là cửa đền chính, cửa đền chính nó nằm ở phía bên mặt đường chính thôi. Còn cửa đền này chỉ là một cửa đền phía sau thôi ạ, cửa đền phụ thôi. Và nói khá là có 4 ngôi đền, có 4 ngôi đền mà chấn niệm ở 4 phía, đó là đền Quán Thánh,
ở nằm ở phía bắc là phía Hồ Tây đấy ạ. Đây là mình đã đi ra Hồ Tây chưa ạ? Vâng ạ, là nằm ở phía Hồ Tây, một trong những cái hồ lớn nhất ở Hà Nội, rộng 50 hecta và có đền Voi Phục, đền Kim Liên và đền Bạch Mã. Dạ, là bốn ngôi đền mà trấn hiểm ở bốn phía. Hiện tại bây giờ thì thật ra là chỉ có đền Quán Thánh là cái ngôi đền mà được nhiều du khách đến tham quan, mà hiện tại bây giờ là ban quản lý người ta có thu vé, có nghĩa là có thu vé là 10.000 dành cho một khách du lịch đi vào tham quan đền Quán Thánh ạ. Còn đền Voi Phục, đền Bạch Mã và đền Kim Liên thì du khách cũng không có đến tham quan nhiều, bởi vì là đền Quán Thánh nằm ở cạnh rất là gần với lại chùa Trấn Quốc ạ. Chùa Trấn Quốc và Hồ Tây, ngôi chùa mà có lịch sử hơn 1.500 năm, là ngôi chùa mà có cái lịch sử lâu đời nhất của phía bên tay trái của chú anh chị có thể nhìn thấy ạ. Đây là sông Tô Lịch đấy ạ, một trong những con sông mà đi vào lịch sử của Hà Nội. Trước đây là một con sông rất là đẹp đúng không ạ? Suy nghĩ của tất cả cô chú anh chị, người Tràng An rất là thanh lịch. Và cái con sông Tô Lịch cũng là cái con sông mà nó gắn liền với cái dòng chảy của lịch sử Hà Nội. Thế nhưng hiện tại bây giờ thì sông Tô Lịch cùng với một con sông nữa, người ta gọi là sông Kim Ngưu, là hai con sông mà là hai con sông mà chứa nước thải, có nghĩa là tất cả các nước thải của Hà Nội đều đổ dồn vào hai con sông này. Chính vì thế nên cái sự ô nhiễm rất là lớn. Đây là chắc cá bay màu sống được luôn. Thì cũng giống như mang kênh của mình kênh như lập trên mạch xe đến lập với mô hình của Singapore đó, tất cả những thải của thành phố là đổ vào đó, nó xử lý xong nó mới đổ ra sông. Dạ có, ở Hà Nội thì có hai con sông Tô Lịch và con sông Kim Ngưu này, là cũng là hai con sông chứa nước thải. Thế nhưng mà hai con sông này nó đều đổ về một cái hồ ở công viên Yên Sở, đó là hồ Yên Sở, để người ta xử lý nước thải sau đó quay ngược trở lại. Thế nhưng mà cái sự xử lý nước thải nó cũng không thể nào mà đỡ đi được, bởi vì là hàng ngày thì người dân Hà Nội thải ra hai con sông này rất là nhiều. Thế nên là dù có được xử lý nhưng mà vẫn bị ô nhiễm. Sông Tô Lịch và có sông Kim Ngưu thì lại là hai con sông mà có cái lịch sử rất là lâu đời ở Hà Nội. Một con sông thì đi vào cái dòng chảy lịch sử cùng với lại cái sự phát triển của Hà Nội là sông Tô Lịch, và một con sông thì gắn liền với rất là nhiều những cái sự tích và cái sự phát triển của một cái nghề mà rất là nổi tiếng ở Hà Nội ở cái vùng Hồ Tây bây giờ đấy ạ. Đó là nghề đúc đồng. Đúc đồng là đồng, ở đây là đồng đen đấy ạ. Do một cái vị sư, một cái người mà vừa là vị sư, một người là thầy thuốc rất là giỏi trong lịch sử của Việt Nam chúng ta, đó là ông Nguyễn Minh Không. Thì ông này là cái ông mà trong tương truyền dân gian Việt Nam là ông vừa là một thầy thuốc, vừa là một vị sư, mà lại là một người mà có một cái phép thuật rất là giỏi. Thì khi mà ông ấy đi sang Trung Quốc, ông ấy chữa bệnh cho vua của Trung Quốc, thì vua Trung Quốc khỏi bệnh mới cho ông. Đây, sao ông nào tối qua lại mới đâm vào đây? Có nghĩa là cho ông ấy một cái nguyện vọng, ông muốn lấy gì các trong kho vàng nào đấy của Trung Quốc thì ông có thể lấy bất cứ một vật gì cũng được. Nhưng khi ông đi vào trong kho vàng thì ông ấy nhìn thấy ở trong kho vàng của Trung Quốc có một cái loại đồng đen mà Việt Nam mình chưa có, nên là ông ấy đã dùng cái phép thuật của mình là lấy hết cái số đồng đen đó vào trong cái tay nải, và ông ấy quay trở về Việt Nam đi theo cái con sông Hồng. Mà cái con sông Hồng thì chạy từ Trung Quốc đi qua huyện đi qua một cái xã là xã An Mũ Sung, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Tối hôm nay là mình sẽ đi tàu để lên đấy ạ. Còn nó cũng gần với lại Sapa, thì là cái con sông Hồng, con sông rất là lớn ở phía Bắc, là bắt nguồn từ bên Trung Quốc đi qua cái huyện đó. Thì ông ấy cũng đi theo cái con đường của sông Hồng để quay trở về Việt Nam. Thế nhưng mà tương truyền nói rằng là cái đồng đen nó rất là nặng, nên là ông ấy đi thuyền không có thuyền nào chở được. Thì ông ấy đã dùng cái nón của ông ấy vứt xuống dòng sông, thì nó biến thành cái thuyền, và ông dùng cái cây gậy tích trượng để làm cái mái chèo để chèo về Việt Nam. Khi ông ấy trèo về Việt Nam thì ông ấy đến cái vùng Hồ Tây, là cái hồ mà lớn nhất Hà Nội bây giờ, rộng 50 hecta. Thì ông ấy mới cho người dân, dạy cho người dân đúc cái đồng đen đó thành cái chuông rất là lớn. Khi mà cái chuông đó được đúc thành thì đánh lên một tiếng rất là vang, nó vang sang tận Trung Quốc. Ngày xưa dân gian hay có cái câu nói là đồng đen là mẹ của vàng,
thì khi mà nghe thấy cái tiếng đồng đen đó thì có con trâu vàng ở bên Trung Quốc, nó nằm ở trong cái kho vàng của Trung Quốc, của nhà vua đấy ạ. Nghe thấy cái tiếng đồng đen thì ngỡ như tiếng mẹ mình gọi, nên đã chạy từ Trung Quốc về Việt Nam để tìm mẹ. Và cái con đường mà con trâu vàng nó chạy về Việt Nam ấy ạ, thì người ta tương truyền nói rằng là nó tạo thành cái sông Kim Ngưu, bây giờ Kim Ngưu cũng như là trâu vàng ạ. Và khi đến cái vùng Hồ Tây đấy ạ, thì nó nghe cái tiếng chuông ở đó thì nó dùng cái sừng nó sới cái đất ở đó lên để tìm mẹ, nhưng không thấy, nên nó nằm xuống luôn cái vùng đất mà nó vừa mới đào sới lên, thì nó tạo thành cái hồ Kim Ngưu, và hồ Kim Ngưu chính là Hồ Tây bây giờ ạ, hồ lớn nhất ở Hà Nội ạ. Bất cứ một cái câu chuyện truyền thuyết nào ở Hà Nội thì nó đều gắn vào bất cứ một cái địa danh nào ở Hà Nội thì đều gắn với cái câu chuyện truyền thuyết rất là hay. Và hai con sông Phương Vịnh vừa kể cho bạn là một thì cũng là hai con sông mà gắn liền đến cái lịch sử của Hà Nội. Tuy như vậy nhưng mà hiện tại bây giờ thì nó cũng không được đẹp như là cho